Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự ngày đầu kỳ họp thứ 8, khai mạc vào ngày 21 tháng 10 tới đây. Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 sẽ họp tập trung tại nhà Quốc hội, khai mạc vào ngày 21 tháng 10 và dự kiến bế mạc vào sáng ngày 30 tháng 11 năm 2024. Kỳ họp được tiến hành theo hai đợt. Đợt 1 từ 21 tháng 10 đến 13 tháng 11, đợt 2 từ 20 tháng 11 đến sáng ngày 30 tháng 11. Quốc hội làm công tác nhân sự ngày đầu kỳ họp thứ 8. Vụ khai cơm giáo viên mầm non ở Bà Rịa Vũng Tàu, hiệu trưởng xin nghỉ việc. Vụ nổ làm thai phụ bỏng 95%, nghi dò dỉ khí từ hầm bioga dưới đền nhà. Vụ Vạn Thịnh Phát, quyền lợi của người mua trái phiếu được tòa tuyên ra sao? Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Quốc hội làm công tác nhân sự ngày đầu kỳ họp thứ 8. Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự ngày đầu kỳ họp thứ 8, khai mạc vào ngày 21 tháng 10 tới đây. Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 sẽ họp tập trung tại nhà Quốc hội, khai mạc vào ngày 21 tháng 10 và dự kiến bế mạc vào sáng ngày 30 tháng 11 năm 2024. Kỳ họp được tiến hành theo hai đợt. Đợt 1 từ 21 tháng 10 đến 13 tháng 11, đợt 2 từ 20 tháng 11 đến sáng ngày 30 tháng 11. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh kỳ họp thứ 8 dự kiến khối lượng công việc trình Quốc hội xem xét, quyết định nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến nay. Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung, trong đó có 29 nội dung về công tác lập pháp, 10 nhóm nội dung về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát, nhân sự và quyết định các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền. Đặc biệt, Quốc hội sẽ xem xét quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương, chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ cũng nhiều lần nhấn mạnh việc thay đổi tư duy, cách làm trong xây dựng luật, đảm bảo đơn giản hóa, tăng cường phân cấp, phân quyền, đẩy nhanh tiến độ, để những việc chưa thống nhất, chưa đồng thuận giữa các cơ quan thẩm tra và soạn thảo sẽ được thực hiện theo tinh thần khó đến đâu, gỡ đến đó. Đề cập đến công tác kiện toàn nhân sự cấp cao, tại buổi họp báo thông tin kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa 15, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, theo nghị quyết của Trung ương, tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội diễn ra vào tháng 10, Quốc hội sẽ bầu chức danh Chủ tịch nước, còn vị trí Bộ trưởng Bộ Tài chính do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước đảm trách cho đến khi Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự mới. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn sẽ kiêm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Hải cho biết, theo dự kiến của Ban chấp hành Trung ương, từ nay đến hết năm 2024 sẽ tập trung kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao và cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, quốc phòng an ninh, đối ngoại, chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Việc kiện toàn nhân sự bảo đảm cho hệ thống chính trị hoàn thiện hơn, đoàn kết hơn, nhịp nhàng hơn, mạnh hơn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn và tạo điều kiện thuận lợi hơn, tốt hơn cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, tăng cường gắn bó với nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, bà Nguyễn Thanh Hải nói. Trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cũng cho biết, công tác cán bộ hiện nay được bố trí theo định hướng, có lên có xuống, có vào có ra, theo yêu cầu nhiệm vụ, nhu cầu công tác và năng lực hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân cụ thể. Vụ khai cơm giáo viên mầm non ở Bà Rịa Vũng Tàu, hiệu trưởng nhà trường xin nghỉ việc. Ngày 19 tháng 10, Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã tổ chức công bố kết luận về việc thanh tra trường mầm non Ánh Dương, thị trấn Ngãi Giao. Đây là nơi xảy ra lùm xùm về suất ăn cơm của giáo viên 30.000 đồng nhưng quá đơn giản, chỉ có chả và canh từng gây xôn xao dư luận. Được biết, buổi công bố kết luận thanh tra được tổ chức vào chiều ngày 18 tháng 10. Trước đó, ngày 21 tháng 9, huyện Châu Đức đã có quyết định thanh tra toàn diện trường mầm non Ánh Dương. Sau thời gian thanh tra, đoàn thanh tra nêu ra những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong công tác hoạt động của nhà trường như việc triển khai quy chế dân chủ, nội dung tăng thu nhập, thực hiện hợp đồng lao động, công khai tài chính. Cụ thể, hiệu trưởng nhà trường thực hiện chưa đúng các quy định về thực hiện dân chủ cơ sở, chưa thể hiện được vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, còn để xảy ra mất đoàn kết nội bộ cơ quan, phân công các nhân viên nấu ăn làm thêm công việc dọn dẹp vệ sinh sân trường là không phù hợp với vị trí việc làm. Đối với việc tổ chức ăn trưa cho viên chức, người lao động từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, hiệu trưởng trường không tổ chức lấy ý kiến để thống nhất việc tổ chức bữa ăn trưa và không công khai số tiền tổ chức ăn trưa, thiếu chỉ đạo trong việc xử lý hơn 18 triệu đồng tiền tồn dư. Từ tháng 6 năm 2024 đến tháng 9 năm 2024, tồn hơn 5 triệu đồng. Tồn hơn 25 triệu đồng từ việc tổ chức ăn bán trú cho trẻ nhưng chưa kịp thời lập thủ tục trả lại cho phụ huynh học sinh. Một giáo viên đi học nhưng vẫn được chi trả tiền lương đủ 50 ngày công trong thời gian làm hè. Chánh thanh tra huyện Châu Đức đã kiến nghị hiệu trưởng trường tổ chức xử lý dứt điểm các hạn chế thiếu sót, trong đó yêu cầu hiệu trường công khai và hoàn trả lại số tiền hơn 18 triệu đồng cho giáo viên và người lao động đã đóng tiền ăn trưa từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, công khai và hoàn trả lại số tiền hơn 5 triệu đồng tiền ăn trưa hè năm 2024. Thu hồi số tiền mà nhà trường đã trả dư ngày công cho một giáo viên trong quá trình đi học, đồng thời thực hiện xử lý hoàn trả hơn 25 triệu đồng số tiền còn tồn trong thời gian hè năm 2024 theo đúng quy định. Thanh tra huyện Châu Đức cũng kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện xử lý trách nhiệm đối với bà Phan Thị Hán Huệ với vai trò là hiệu trưởng trường và các cá nhân có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót theo kết luận của Thanh tra huyện. Được biết, ngày 13 tháng 10, bà Huệ đã gửi đơn xin nghỉ việc đến Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức. Lý do bà Huệ đưa ra là do áp lực quá nặng nề, sức khỏe không đảm bảo và phải tiếp tục điều trị bệnh. Bà Huệ cho biết bản thân không tư lợi, tuy nhiên trong công tác điều hành chưa chỉ đạo kịp thời trong vấn đề công khai các hoạt động để xảy ra thiếu đoàn kết nội bộ, hiện đợt này vẫn đang được xem xét. Vụ nổ ở Thủ Đức làm thai phụ bỏng 95%, nghi do rỉ khí từ hầm biêu gà dưới nền nhà. Tối 18 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại phòng trọ trong hẻm 676 đường Tô Ngọc Vân, phường Tâm Bình khiến thai phụ bỏng nặng 95%. Trước đó, người dân trong hẻm 676 trình báo công an vụ nổ nghi do bình ga trong phòng trọ làm người phụ nữ bị thương, phải đi cấp cứu tại bệnh viện thành phố Thủ Đức, sau đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Tiếp nhận thông tin, công an của phường Tam Bình và cán bộ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức có mặt tại hiện trường xác minh điều tra làm rõ. Tiếp đó, khoảng 4 giờ sáng, chị Lê Thị Hồng Cầm thức dậy và tắt máy lạnh, rửa chén, bát tại bếp trong phòng trọ, sau đó chị bật bếp ga để nấu mì thì phát nổ. Khám nghiệm hiện trường, bình ga, van khóa vẫn còn nguyên vẹn, toàn bộ bê tông trong phòng bị nổ tung, nứt từ dưới lên trên, mọi thứ xáo trộn. Bước đầu, lực lượng chức năng ghi nhận nguyên nhân xảy ra vụ nổ có khả năng là do rỉ khí hầm bioga nằm ở dưới nền phòng trọ, khi tích tụ trong phòng, và khi chị bật lửa thì ga phát nổ. Được biết, chị thuê phòng trọ từ 2023, sống cùng với chồng là anh Phạm Minh Khang, 28 tuổi. Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Khang đi làm. Khu nhà trọ trên được xây dựng từ 2018, do chị Trúc Anh làm quản lý. Nhà trọ đã xây dựng hồ sơ phương án phòng cháy chữa cháy từ 2020. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Vụ Vạn Thịnh Phát, quyền lợi của người mua trái phiếu được tòa tuyên ra sao? Như đã đưa tin, ngày 17 tháng 10, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án đối với 34 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị có liên quan. Theo đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 12 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt cho cả 3 tội là tù chung thân. Đây là giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với số lượng bị hại đặc biệt lớn. Ngay từ thời điểm chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi nhiều thông báo liên quan đến 35.824 người là bị hại của vụ án. Cụ thể, tòa thông báo trong phạm vi xét xử của vụ án này thì tòa án chỉ giải quyết quyền lợi đối với người dân mua các mã trái phiếu thuộc 6 mã trái phiếu do các công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Secha phát hành. Kết thúc giai đoạn 2 của vụ án, hội đồng xét xử xác định đã nhận được 1.644 đơn yêu cầu của người mua trái phiếu. Tuy nhiên, những đơn yêu cầu này không thuộc các mã trái phiếu như đã nêu ở trên nên không xem xét giải quyết. Cạnh đó, tòa cũng tiếp nhận 23 đơn yêu cầu của người mua trái phiếu thuộc phạm vi xét xử của vụ án mà chưa được cơ quan điều tra làm việc lấy lời khai, nên tòa đã bổ sung 23 người mới này và xác định là bị hại của vụ án. Đồng thời, tòa cũng tiếp nhận 173 đơn yêu cầu đề nghị điều chỉnh thông tin của người dân. Kết thúc phiên xét xử, vấn đề mà hơn 35.000 bị hại của vụ án quan tâm chính là phần trách nhiệm dân sự của vụ án, quyền lợi của người mua trái phiếu được phán quyết ra sao. Theo đó, hội đồng xét xử xác định các bị cáo dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng của các bị hại. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt, bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng vào mục đích cá nhân nên buộc bị cáo Lan phải bồi hoàn cho 35.824 bị hại số tiền này. Về yêu cầu bồi thường lãi và các khoản phí phát sinh liên quan, hội đồng xét xử dành quyền cho các bị hại khởi kiện bằng vụ án dân sự để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự. Như vậy, theo phán quyết của tòa thì hơn 35.000 bị hại sẽ được trả gốc, và khi bản án có hiệu lực pháp luật thì Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là cơ quan chi trả tiền cho người dân dựa trên số tiền, tài sản mà cơ quan tố tụng đã kê biên phong tỏa. Người dân muốn yêu cầu trả thêm lãi thì cần khởi kiện bằng một vụ án dân sự khác để giải quyết. Đề nghị chuyển hồ sơ cho công an vụ tàu cá chở 9 thiết bị giám sát hành trình. Liên quan thông tin một tàu cá ở Cà Mau chở 9 thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác, ngày 18 tháng 10, đội kiểm tra liên ngành 666 của tỉnh Cà Mau cho biết đã đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật và phương tiện liên quan cho Công an huyện Ngọc Hiển củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án theo quy định pháp luật. Sau khi tiếp nhận vụ việc, đội kiểm tra liên ngành 666 phối hợp Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Cà Mau, Công an huyện Nam Căn, Viện Kiểm sát Nhân dân và Công an huyện Ngọc Hiển đánh giá hành vi vi phạm của thuyền trưởng Trần Văn Sang, 37 tuổi, có đủ yếu tố cấu thành cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử. Qua kiểm tra thực tế, tàu CM 08710TS thuộc diện tàu cá 130, không đăng ký, không giấy phép khai thác, không đăng kiểm. Tàu này mới được đăng ký lại vào ngày 1 tháng 7, nhưng số máy trên tàu không khớp với số máy trong giấy chứng nhận đăng ký. Trước đó, ngày 17 tháng 10, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 kiểm tra tàu cá do ông Sang làm thuyền trưởng, đang hoạt động cách đảo Hòn Khoai 28 hải lý. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu đang vận chuyển 9 thiết bị giám sát hành trình của các tàu cá khác. Tổ công tác đã dẫn giải người và phương tiện về cảng Hải đội 421 tại huyện Nam Căn, Cà Mau để xử lý. Qua xác minh ban đầu, tàu cá này do ông Đinh Đức Ngọc, 53 tuổi, đứng tên chủ sở hữu. Tàu này được ông Ngọc cho ông Sang thuê lại theo hợp đồng viết tay. Thời hạn thuê 3 tháng với giá 5 triệu đồng một tháng. Theo ông Ngọc, mục đích cho thuê tàu là để ông Sang hành nghề lưới ghẹ và ông không biết về việc tàu này vận chuyển các thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.